Xin mến chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng nha. Hôm nay Thắng Hoàng sẽ giới thiệu với mọi người một dòng đáy cực kỳ đẹp luôn của hãng Si, một thương hiệu lớn của Trung Quốc. Đấy, dòng cục đáy Si với model là Voice 700 7000. Con hàng này thì thực sự là với cái hình thức bên ngoài thì khá là bắt mắt. Đấy, cực kỳ đẹp nhé, mọi người có thể nhìn thấy, không phải riêng mình nhìn thấy đẹp đâu. Mặt trắng này, ốp này là ốp bằng ốp giống kiểu ốp nhựa tạo màu ngà ấy, trông rất là đẹp, rất là bóng, rất là đẹp. Volume nhôm đấy, trắng cũng rất là đẹp đấy. Nói chung là về hình thức thì có thể là không chê được. Và chiếc đáy này mình nhập từ bên Trung Quốc về, mình cũng chỉ lấy được có sách tay được có mỗi con thôi, tại vì cái hàng này nó cũng không thấy nhiều, thì mình thấy độc lạ đẹp và mình cũng lấy về có một con thôi, nhưng mà mình vẫn lấy. Và con đáy này thì nó đang còn tem bảo hành của hãng luôn ở bên Trung Quốc ấy, có nghĩa là người ta sử dụng nhưng mà người ta chưa qua sửa chữa luôn, về đến mình thì còn đang còn tem niêm phong, thì cũng rất là tiếc khi mà mình phải bóc ra, tại vì mình phải bóc ra để mình làm cái video để mình giới thiệu chi tiết cho mọi người. Đấy. Vâng, và bây giờ là mình sẽ cho mọi người xem toàn bộ thiết kế của nó. Đấy, nó thiết kế giống như một cái cặp táp hay cái gì. Đấy. Rất là đẹp, toàn thân đều sơn bằng màu ghi, màu trắng. Con này thì là chạy mạch Class D nguồn xung nha mọi người, 700W một kênh và 1100W trên một kênh 4 ohm, 700W một kênh 8 ohm. Đấy, nó bảo vệ rất là kỹ luôn. Đấy, mình bóc ra. Vâng, đây là bo nguồn xung chạy mạch Class D nha mọi người. Về phía này là phía nguồn vào, nguồn điện lưới vào được qua các cuộn dây đồng và các tụ lọc nguồn này, lọc chống nhiễu này. Âm thanh rất là sạch sẽ nha mọi người, mượt mà luôn. Đây là bo nguồn xung, bo rời nhá. Đây là phần bo nguồn. Đấy, tụ này, tụ là đều được dán tem mã vạch này, tem QC này, đổ keo niêm phong này, rất là chắc chắn luôn. Hai biến áp. Phần đây là phần bo công suất. Đây là một kênh và bên đây là một kênh. Rất là đẹp. Rất là chất luôn. Nếu mọi người nhìn tận mắt thực tế thì nó sẽ đẹp hơn là trên video rất là nhiều, nhưng mình khẳng định với mọi người. Mọi người mở ra chiếc đáy này mọi người sẽ mê mệt với cái nội thất bên trong của em đó. Đấy, và phía đây là phía xử lý tín hiệu đầu vào này. Rất là đẹp. Đẹp, đẹp mê hồn luôn nha. Đấy, một chiếc đáy Class D chạy mạch nguồn xung với thiết kế rất là đẹp mắt và những cách bố trí linh kiện và những linh kiện rất là chất. Vô cùng đẹp, thì mình sẽ đưa cho mọi người với một mức giá, đấy là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng nha mọi người, 5 triệu đồng cho một chiếc đáy khá là đẹp như thế này. Mọi người dùng gia đình thì bày vào những chiếc kệ không thể nào chê được, vô cùng đẹp. Và phần phía sau đây mọi người, phía sau thì cũng có hai lỗ quạt gió. Nói chung là họ cũng làm con này cũng rất là thẩm mỹ. Mã vạch tem này, input vào này, tín hiệu vào này, link tín hiệu ra này. Có cả cầu loa bằng jack Nutrich và cầu loa bằng vặn siết dây. Đấy, vô cùng đẹp luôn. Đây này là cái chữ gì mình cũng không hiểu, cái gì si này, công nghệ cái gì đấy. Mọi người có thể nhìn này, vô cùng đẹp luôn. Vâng, mọi người muốn mua những chiếc đáy như thế này thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại là 0969 800 985. Và rất mong mọi người yêu mến và đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có thể phát triển lớn hơn nữa, để có thể đem được đến cho mọi người sản phẩm tốt và đẹp. Vâng, xin cảm ơn và chào mọi người.